bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nhật Kim Anh công khai clip ghi lại toàn bộ quá trình bị trộm đột nhập phá két cuỗm tài sản TikTok 10 năm. Những hình ảnh trong camera an ninh ghi lại cho thấy tên trộm khá rành về ngôi nhà của Nhật Kim Anh khi không tốn nhiều thời gian để vào đúng phòng chứa két sắt. Sáng ngày 17 tháng 7, đoạn clip gần 20 phút ghi lại cảnh tên trộm đội nón đeo khẩu trang đột nhập vào nhà Nhật Kim Anh đã được chính nữ ca sĩ chia sẻ trên Facebook cá nhân. Theo ghi nhận từ camera, tên trộm đột nhập vào biệt thự triệu đô của Nhật Kim Anh khoảng 20 giờ 41 phút ngày 14 tháng 7. Sau khi lục lọi, kẻ này lấy xà beng cậy phá hai chiếc két sắt và lấy đi tài sản lớn, rồi rời đi vào lúc 21 giờ 12 phút cùng ngày. Được biết, hiện công an đã xác định được nghi can và đang khẩn trương truy bắt. Trước đó, Nhật Kim Anh khiến mạng xã hội xôn xao khi xác nhận cô là nạn nhân của vụ trộm đột nhập 2 ngày trước ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin được Nhật Kim Anh tiết lộ, số tài sản bị mất gồm 100 lượng vàng, một nhẫn kim cương 500 triệu đồng, ước tính giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Rất xin lỗi các bầu show vì vừa qua tôi phải hủy hàng loạt công việc để lo vụ trộm đột nhập vào nhà. Tôi phải làm việc với cơ quan chức năng, Nhật Kim Anh chia sẻ. Trên trang cá nhân, cô thể hiện sự bức xúc. Từ đầu năm đến giờ sao có thể xui đến như vậy, cả chục năm tích góp của tôi. Giữa tháng 3 năm 2019, Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe căn biệt thự hoành tráng mới tậu tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với bữa tiệc tân gia tổ chức như đám cưới. Được biết, căn biệt thự rộng 200m2 này có vị trí đắc địa, hướng nhìn đẹp, gần công viên, thuận tiện cho sinh hoạt. Những người bạn thân thiết với Nhật Kim Anh ước đoán căn biệt thự của nữ diễn viên có giá lên tới gần 1 triệu đô. Đáng chú ý, phòng để trang phục phụ kiện với không gian rộng rãi được Nhật Kim Anh phân loại khá bắt mắt với quần áo trang sức đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Giá trị những món đồ trong căn biệt thự cũng khiến công chúng ngưỡng mộ. Nhật Kim Anh từng khẳng định tài sản cô có được là tự lao động kiếm ra chứ không phải nhờ chồng. Ngoài công việc diễn xuất với hơn 30 bộ phim lớn nhỏ và sự nghiệp âm nhạc bắt đầu từ năm 2001, chỉ khi mới 16 tuổi, Nhật Kim Anh còn là hai bà chủ của hai doanh nghiệp có hàng chục chi nhánh trên khắp cả nước. Nhật Kim Anh mệt mỏi sau vụ mất trộm tài sản hơn 5 tỷ đồng. Diễn viên Nhật Kim Anh đang trải qua những ngày căng thẳng lo lắng sau khi nhà riêng bị trộm đột nhập phá két sắt, lấy đi số tài sản hơn 5 tỷ đồng. Sáng ngày 20 tháng 7 trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ hình ảnh đầu tiên của cô sau vụ trộm lấy đi tài sản giá trị lớn. Cô chia sẻ trên trang tâm trạng buồn bã mệt mỏi. Chỉ biết ngồi im nhìn mọi thứ đang diễn ra thật mệt mỏi, nữ diễn viên viết. Cô cũng cho biết dù mệt nhưng vẫn phải sớm quay lại với công việc. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả gửi lời động viên an ủi Nhật Kim Anh. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My viết, cố lên em nhé. Chị giữ gìn sức khỏe, chúc chị mau lấy lại sự cân bằng và sớm tìm được số tài khoản đã mất. Tài khoản Nhật Triều bình luận. Theo chia sẻ của Nhật Kim Anh, hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra tìm ra thủ phạm vụ trộm đột nhập phá két sắt lấy đi số tài sản hơn 5 tỷ đồng. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 7 trên đường đi công tác từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Kim Anh kiểm tra camera, phát hiện hai két sắt đặt ở phòng ngủ bị phá. Trở về nhà, Nhật Kim Anh kiểm tra toàn bộ số tài sản trong két bị mất. Lúc đó tôi tá hỏa, tay chân bủn rủn, ngay lập tức tôi gọi bảo vệ chung cư nhưng không được. Sau đó tôi đến công an trình báo sự việc, họ cử người xuống phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Toàn bộ tiền mặt trong két sắt là tiền hàng chưa trả, ngoài ra còn nhiều tài sản khác, tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Nhật Kim Anh chia sẻ với Zing.vn. Ngay sau khi xảy ra vụ trộm, Nhật Kim Anh bị sốc, tâm trạng bất ổn, cô buộc phải hủy các show diễn chương trình. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 7, nữ diễn viên đến phim trường tiếp tục quay các cảnh trong phim truyền hình Vua Bánh Mì. Cô tích cực tập luyện, đọc kỹ lời thoại, phối hợp với các thành viên trong đoàn phim. Động thái bất ngờ của chồng cũ khi Nhật Kim Anh suy sụp vì trộm đột nhập lấy cắp 5 tỷ đồng. Dù đã ly hôn nhưng Bửu Lộc vẫn âm thầm giúp vợ cũ Nhật Kim Anh sau vụ mất trắng tài sản TikTok 10 năm vì trộm đột nhập. Cách đây ít ngày, căn biệt thự của Nhật Kim Anh ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản giá trị như là vàng, nhẫn, kim cương đặt trong két sắt. Phía nữ ca sĩ không tiết lộ thiệt hại cụ thể nhưng công an xác nhận Nhật Kim Anh trình báo bị trộm lấy tài sản trị giá lên tới 5 tỷ đồng. Đây là số tài sản nữ ca sĩ tích cóp trong 10 năm qua.
Sau vụ mất trộm, nữ diễn viên rất sốc, rất buồn, tâm trạng bất ổn. Thậm chí cô phải hủy các show diễn, chương trình để phối hợp với công an tìm ra thủ phạm. Đồng thời, Nhật Kim Anh tung trích xuất từ camera an ninh trong biệt thự, ghi toàn bộ quá trình trộm đột nhập phá két sắt để mong mọi người giúp đỡ tìm lại tài sản đã mất. Clip này nhanh chóng được nhiều người hâm mộ chia sẻ, trong đó có cả chồng cũ Nhật Kim Anh, Bửu Lộc. Qua đây đủ thấy chồng cũ vẫn theo dõi, muốn giúp đỡ Nhật Kim Anh sau khi bị mất cắp. Nhật Kim Anh và Bửu Lộc ly hôn sau nhiều năm chung sống và có con chung. Hậu chia tay, Nhật Kim Anh tố chồng ngăn cản không cho gặp con. Bạn thân của Bửu Lộc cũng tố ngược nữ ca sĩ bận rộn về công việc, bỏ bê con cái. Riêng Bửu Lộc thì im lặng trước lùm xùm này, anh vui vẻ tận hưởng cuộc sống bên con trai mình. Ca sĩ quê Thanh Hóa ly hôn chồng sau 5 năm chung sống, giàu cỡ nào? Ở tuổi 34, người đẹp này có trong tay khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nhật Kim Anh là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng. Người đẹp quê gốc Thanh Hóa gia nhập làng giải trí từ năm 2001 và đã có nhiều bản hit như Lâu Đài Cát, Tiếng Vĩ Cầm, Mưa Đã Tạnh. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, giọng ca sinh năm 1985 còn lấn sân sang điện ảnh và tham gia nhiều bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca, Về Đất Thăng Long, Lời Sám Hối, Dương Cầm, Duyên Nợ. Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với bạn trai làm ngoài ngành giải trí tên là Bảo Lộc. Mới đây, bà mẹ một con bất ngờ công khai chuyện ly hôn chồng doanh nhân cách đây 3 năm. Nhưng vì con còn quá nhỏ, cô muốn giữ sự yên bình cho con trai, nên cô giữ tới hiện tại cô mới công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ. Sau khi công khai chuyện ly hôn, nhiều ca sĩ tò mò hơn về cuộc sống của diễn viên Long Thành Cầm Giả Ca, đặc biệt là số tài sản của Nhật Kim Anh sau nhiều năm làm việc trong làng giải trí. Người đẹp sinh năm 1985 có cuộc sống xa hoa, sang chảnh, nhờ chăm chỉ làm việc dành dụm tiền bạc, Nhật Kim Anh đã sắm được xe hơi làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối tiết lộ thông tin giá tiền, thỉnh thoảng người hâm mộ bắt gặp Nhật Kim Anh lái xế sang đi làm, tham gia sự kiện. Khi đi diễn, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa lại thuê tài xế riêng. Không chỉ có sự nghiệp viên mãn thành công, Nhật Kim Anh lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Năm 2017, cô ra mắt công ty mỹ phẩm riêng và tới nay công ty mỹ phẩm của Nhật Kim Anh có hàng chục chi nhánh đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc. Cô cũng là người đẹp chi mạnh tay cho đồ hiệu, hầu hết các trang phục đi diễn, đóng phim được Nhật Kim Anh đầu tư một số tiền không nhỏ. Bà mẹ một con ăn vận giản dị khi đi mua sắm hàng hiệu. Nhờ nỗ lực và chăm chỉ làm việc, đầu năm 2019, Nhật Kim Anh đã sắm cho mình căn biệt thự rộng hơn 200m2 nằm trong khu đô thị cao cấp thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên 8X cho biết khi mua lại ngôi nhà, cô tự thiết kế lại theo sở thích. Bản thân người đẹp đã dành khoảng 5 tháng để giám sát thi công và nhiều lần yêu cầu thợ làm lại vì không ưng ý. Căn biệt thự của Nhật Kim Anh có vị trí đắc địa, hướng nhìn đẹp, gần công viên và thuận lợi cho việc sinh hoạt. Tôi đã hạn chế đóng phim từ 2 đến 3 năm qua, tập trung kinh doanh. Tôi tự hào khi căn nhà là thành quả của cả thời gian dài, tôi cần lực làm việc, cộng với số tiền bán đi căn hộ cũ, nữ ca sĩ chia sẻ. Ngoài không gian chính, Nhật Kim Anh dành phần lớn diện tích đất làm sân vườn, tiểu cảnh và hồ cá koi. Không gian yên tĩnh nhất của cô chính là bàn trà trước sân nhà. Là người theo đạo Phật, Nhật Kim Anh đặt bức tượng Phật ở cạnh hồ cá koi và thường xuyên tụng kinh niệm Phật. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy thư giãn thoải mái và được tịnh tâm khi đã trở về tổ ấm sau một ngày làm việc căng thẳng. Ngoài trang phục đi diễn và mặc nhà, Nhật Kim Anh đầu tư nhiều món đồ trang sức có giá trị cao. Nhật Kim Anh bất ngờ viết tâm thư gửi fan club gây xôn xao. Mới đây, thông qua trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái bức xúc về việc bị người khác nói xấu sau lưng. Theo đó, nữ ca sĩ tức giận viết: "Chị là nghệ sĩ nhưng chị không xúi dục hay kêu gọi các em yêu mến chị hay mua quà này cáp nọ tặng chị, và càng không kêu gọi các em mua hàng ủng hộ chị nhé. Chị cũng chẳng nhờ vả chị các em, trong khi chị chỉ cần úp một status là có hàng trăm người muốn giúp chị đấy các em ạ. Đừng quẩn quá đi nói chị lợi dụng nhờ vả các em xong việc thì phủi bỏ nhé." Diễn viên Long Thành Cầm Giả Ca cho biết cô sống như thế nào có trời biết đất biết, nên anti-fan không cần phải kêu gọi người khác tránh xa mình. Ai hiểu được thì tiếp tục chơi, còn ai không hiểu thì đánh xa, để FC của cô được yên bình. Đồng thời, giọng ca Lâu Đài Cát cũng nhắn nhủ đến fan: "Những ai là FC của mèo sát thủ thật lòng yêu thương chị thì các em nên biết đúng sai, đừng có nghe nói mà làm ảnh hưởng đến gia đình chúng ta. Còn nếu các em thích nghe và muốn náo loạn thì chỉ cho giải tán FC." Đây được xem là động thái đáp trả mạnh mẽ của Nhật Kim Anh khi liên tục bị người khác nói xấu. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã vô cùng phẫn nộ vì bị một tài khoản Facebook ảo đặt điều chửi bới, cho rằng người đẹp có sở thích đập đá, chơi thuốc lắc,
ngủ chung với tất cả đàn ông của showbiz, cũng như dùng những lời lẽ lăng mạ và hạ nhục gia đình cô. Trước những điều tiếng không hay xảy đến với mình, Nhật Kim Anh đã không ngần ngại mời công an vào cuộc, tìm đến tận nhà của tài khoản này để giải quyết vụ việc. Sau sự việc này, Nhật Kim Anh cũng nhắn gửi đến những người muốn hãm hại cô, hãy vui chơi một cách lành mạnh. Mỗi người có cuộc sống riêng nên đừng đem chuyện của người khác thêm mắm thêm muối để câu like, rồi rước họa vào thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.